Trong tập trước, cả hai tuyển thủ quốc gia Minh Phương và Thành Bình đã trở thành hai huấn luyện viên bóng đá cho những cầu thủ nhí nghiệp dư khá thành công. Liệu trong nhiệm vụ tiếp theo, vẫn vai trò hướng dẫn cho các bé vượt qua một thử thách mới sẽ như thế nào? Nhiệm vụ nhảy bao bố tạt lon. Trong 3 phút, cha hãy hướng dẫn con và khách mời của đội mình nhảy bao bố và dùng dép tạt lon. Sau đó mỗi đội có 10 phút để các thành viên luân phiên nhau nhảy bao bố từ vạch xuất phát đến đích, rồi dùng dép tạt lon. Mỗi thành viên chỉ có tối đa 5 lần tạt dép, mỗi lượt chỉ được tạt ngã một lon, rồi về điểm xuất phát để thành viên khác thực hiện nhiệm vụ của mình. Cứ tiếp tục luân phiên giữa 3 thành viên trong đội đến khi hết thời gian. Đội tạt ngã được nhiều lon hơn được một huy hiệu. Rồi, vô. Mấy con tạt được đúng không? Con cần tạt giỏi mà đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy bao bố đi. Có mình vậy đúng không ba? Hả? Có mình vậy đúng không? Đúng rồi, giỏi đó chơi đi. Đúng rồi. Tao còn nhảy được không? Cái gì vậy? Nhảy hả? Để cách nhảy hả? Cách nhảy cái gì vậy ba? Cách nhảy. Vừa nắm vừa nhảy rồi. Ok, good. Rồi, ok. Sao Vân lên vô thử rồi, sao Vân? Hai chân. Ừ, đúng rồi, nhảy hai chân, nhảy lên đó đó. Ừ, nhảy lên. Nhảy lên. À, đúng rồi, dở quá Quỳnh My. Yeah, đúng rồi. Nhảy lên. Rồi, con cầm chiếc dép. Đúng rồi. Trời vô cái lòng. Đứng ở đây chứ. Đứng ở đây. Thả khỏi nè. Đứng ở đây thả nè. Ừ. Nè, rồi, Quỳnh My, con tạt trúng cái lon đó cho bà coi. Này, con cầm, con ném sao trúng cái lon đó. Trời ơi, cái lon ở đây nè con ơi. Rồi, được rồi. Good rồi. Con tạt thành cái lon đó coi. Rồi, tới con nè, con ấy đi. Ném mạnh vô. Trời ơi. Thành tích của các đội viên trong đội của huấn luyện viên Minh Phương như sau. Trước tiên là anh chàng Seven, con trai tuyển thủ Minh Phương, không giỏi, không xuất sắc, nhưng có niềm yêu thích đặc biệt đối với trái bóng, tâng được một trái bóng, ghi một bàn thắng đẹp vào khung thành đối phương. Kế tiếp là anh chàng Danh, tuy là nhân vật khách mời, nhưng Danh đã góp vào bảng thành tích của đội không ít. Thành viên cuối cùng và cũng là thành viên chủ lực chính là bạn Thiện, người ghi rất nhiều điểm cho đội. Thiện có sức khỏe cực kỳ tốt, rất khéo léo và lanh lợi. Trong nhiệm vụ nhảy bao bố tạt lon lần này, cả 3 thành viên sẽ giúp đội huấn luyện viên Minh Phương ghi được bao nhiêu điểm? Đi anh trước. Đi anh mở hàng coi. Tạt đi con, cứ tạt đi, khi nào trúng thôi. Ok, quay về. Từ từ, anh trước, thiệt. Bây giờ anh mập ơi, anh mập cố lên. Từ, ok, quay về. Từ từ. Rồi, tới con. Ừ. Trời, cái con sâu quắn ơi, con sâu quắn. Rồi, cầm cái dép tạt. Đứng lên. Rồi, quay về, xếp anh quay về. Cố lên. Từ từ, con đứng đây thở. Ném đi con. Ok, được. Ok. Chơi luôn cái kia luôn. Ok. Rồi, quay về. Từ, Vân dưới đây. Ok, thiệt. Rồi, xếp anh lên đi. Quay về. Quay về đây. Rồi, dì anh lên. Đi lên. Dì anh. Ok, dì anh, quay về. Ok. Good, gắn lên thiệt. Còn một cái cuối cùng thiệt ơi. Gắn lên thiệt. Ok. Dì anh, kìa, Vân bỏ ra. Vân bỏ ra. Xem anh đi ra. Xem anh về đây. Rồi, ghi anh lên. Rồi, cho mấy chiếc dép luôn. Vân. Quay về, tới thiện lên. Cái lên,
Duy Anh, Duy Anh, Kim Anh hết sức rồi. Con hả? Con còn sức hả? Con sức dưỡng sức đi. Con sức dưỡng sức đi chiều. Oh yeah, yeah. Rồi thôi, con còn sức dưỡng sức đi. Yeah, yeah, ok. Rồi Kim Anh chọn đi. Chọn tiếp, chọn tiếp con. Rồi quay về, Kim Anh quay về, Kim Anh quay về. Kim Anh quay về, con cứ quay về đi, lẹ lên, lẹ lên. Lên, lên, lên. Lên, lên Duy Anh. Sao anh đứng đây, đứng đây, anh đứng đây. Gãi lên con, ok, gãi, gãi lon rồi, gãi lon rồi, diệt về, diệt về. Về rồi, sao anh lên. Sao anh hết sức rồi, thôi, thôi, với anh con. Nè, 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 coi, 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 anh chờ tạm. Xong rồi tới con nè, xong tới con nè, xong tới con nha. Thôi bây giờ xong tới con, thôi, thôi, thôi đừng vậy. Tới con, rồi, đỡ con lên nha. Rồi, tới sao anh lên, tới sao anh lên. Để con. Rồi, anh thiệt, anh thiệt, anh thiệt. Thiệt. Không sao, không sao, con giỏi, con giỏi, con giỏi mà. Con giỏi mà. Con giỏi mà. Con giỏi mà. Ok, rồi, tới phiên mình, tới phiên mình chơi. Cương, Nhật, Cương Hiếu vô. Đúng, vô. Thành tích của các đội viên trong đội huấn luyện viên Thanh Bình như sau. Cherry, con gái của cựu tuyển thủ Thanh Bình, đặc biệt yêu thích múa ba lê hơn bóng đá. Khéo ăn nói, thể lực trung bình. Thành viên tiếp theo là bạn Cương, ngoại hình mỏng manh nhưng sức khỏe tương đối tốt, nhiệt tinh. Thành viên chủ lực của đội chính là bạn Hiếu, sức khỏe tốt, chơi hết mình, thi đấu hết sức. Hy vọng cả ba thành viên sẽ đem về chiến thắng trong nhiệm vụ nhảy ba bố tạt lon này. Bắt đầu, ok con, đi con, đi con, Hiếu, Hiếu đi trước, Hiếu đi trước. Đúng rồi, cứ bình tĩnh ném Hiếu. Ném mạnh tay, ném tự tin vô. Tiếp tục lấy cái khác, ném mạnh tay lên con, đừng ném nhẹ, ném mạnh tay. Lấy cái khác. Đi qua. À. Kiểu này chắc lại sớm luôn quá. Ném mạnh tay lên Hiếu, đừng ném nhẹ con. Ok, về về rồi, về về con, về về. Rồi, cường 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 lên, cường lên. Ê ê. Ở trong đó, ở trong đó, ở trong đó ném con. Nhảy lên tí xíu nữa sát mí. Rồi, đúng rồi. Một tay nắm, một tay ném. Ném mạnh tay lên cường. Ném mạnh tay lên. Đúng rồi, cường quay về. Rồi, tới Cherry, dép đâu, dép Cherry, Cherry lên, Cherry, cố lên, Cherry, cố lên, Cherry, cố lên, Cherry, cố lên nào. Rồi, Cherry ném đi con, cúi xuống lấy một là dép, ném mạnh vô cái lon, ném mạnh vô cái lon, ném mạnh vô cái lon. Ném vô, tiếp tục, ném mạnh vô, tiếp tục cái nữa. Rồi, ok, về, về, Cherry về, không sao, về, quay về, cố lên, cố lên, cố lên. Ném mạnh lên Hiếu nào. Ném mạnh tay lên đừng ném nhẹ. Ném mạnh mới trúng. À đúng rồi. Về về con về về. Rồi cường lên. Cường lên. Con chơi nè. Hả? Thôi con chơi chứ con chơi một hai cái nữa đi. Con chơi giỏi mà. Con chơi giỏi mà ném mạnh lên cường. Ném mạnh lên đây ba dạy cho. Rồi. Rồi Hiếu Hiếu lên, Hiếu lên đi con, Hiếu lên bước vô. Quay lại đi quay lên mặt nhìn đây nè con. Rồi. Mình bước vô. Nè. Yeah. Đúng rồi. Rồi tới Quỳnh My lên nào. Quỳnh My cố lên. Cố lên. Cố lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Đây con ném đi. Ném mạnh trúng cái lon nha. Tiếp tục nào. Ném mạnh lên. Ném ngang á con, ném ngang á. Ném. À ok rồi, mày nhảy về không sao hết. Nhảy về, nhảy về. Rồi quay về, được. Quay về luôn. Quay lại. Quay lại, nhảy về. Nhảy về. 1 2 3 nhảy. Rồi. Rồi thì con nhảy về đó đi rồi con không chơi nữa. Nhảy về đó đi rồi. Thì con đi lại đây. Rồi ok vậy con bước ra đây. Bước ra đây. Bước ra. Rồi, nhảy bao bố vừa rồi ngay từ lúc đầu á thì bé Quỳnh My có vẻ rất là hưng phấn, rất là thích chơi. Chơi một hồi thì bé có vẻ như bé lười, bé mệt. Bé không thích chơi nữa. Chắc có lẽ là do bạn Seven bên kia bạn cũng đã khóc nhòe thì cũng ảnh hưởng đến cái niềm vui niềm chơi của Quỳnh My. Theo mình nghĩ là như vậy. Rồi ok tới Hiếu lên nào. Lấy mạnh Hiếu nào. Đúng rồi, tiếp tục quay về tới Cường lên. Ok rồi về Cường. Rồi Hiếu lên. Đúng rồi, về, tới Cường lên. Tới Cường lên nào. Đúng rồi, quay về Cường. Quay về Cường, rồi tới Hiếu lên.
Rồi Hiếu mạnh, ném mạnh vô. Mạnh lên Hiếu. Ok, quay về. Trong nhiệm vụ vừa rồi, tuy xảy ra sự cố giữa chừng, nhưng kết quả cuối cùng thì mỗi đội đều đã tạt ngã được 9 lon, nên mỗi đội được tặng thêm 2 huy hiệu. Tuy nhiên, trong lần nhận nhiệm vụ này thì dường như hai bạn nhỏ không tươi vui như mọi khi. Cái con bây giờ cứ hay mà ngồi lì một chỗ cầm cái mắt phone hay là cái iPad thì nó cũng không có tốt cho cháu. Thực sự ra những cái này có những cái phút giải trí để mà vừa vận động thể thao mà vừa để kích thích những cái trí tuệ của bé cũng hay. Đầu tiên thì chú hỏi tụi con có biết cái này là cái gì không? Cái này ở dưới quê người ta gọi là đồng đồng. Đồng đồng. Từ cái cây đơn giản này người ta có thể làm được một cái món đồ chơi, đó là cái này. Cái này nó chơi như thế này. Rồi bây giờ để hướng dẫn hai ba làm một cái nha. Mình sẽ tách nó ra để mình tách bỏ cái phần này đi. Sau đó mình đặt cái này ra, mình bẻ hai đầu lại. Đơn giản thôi nhưng mà không phải ai cũng làm nó kêu nha. Bây giờ thì mình sẽ có thời gian là 10 phút, cả thời gian đi hái đồng đồng và thời gian đi làm cái đàn kêu. Nè, sau 10 phút thì gia đình nào làm được nhiều cái kêu hơn thì gia đình nó sẽ được quy hiệu nhiều hơn. Ngậm cái lá nữa. Nhỏ có làm chưa? Chưa. Biết làm chết liền. Ai cái khó vậy ba? Thôi bây giờ hai bạn sẽ ngồi ở đây, ba Bình và ba Phương sẽ đi tìm những cái cây đồng đồng về làm để cho các con chơi nha. Ok không? Ok. Rồi ok, bắt đầu triển khai thôi, không còn thời gian nữa rồi. Chết mồ rồi, dính cháu rồi, té cho đi, đừng xuống đây con. Rồi ba dính. Dơ quá. Cái này là cái gì đây? Cây đồng đồng. Cây đồng đồng hả con? Phải không? Cây đồng đồng không? Ba đi xuống là nó dơ nè, đúng rồi. Rất là xình đó. Này con, cởi giày, cởi dép ra mới được. Cởi dép ra hả ba? Đây, đây, đây. Cởi vớ ra luôn hả? Không, con không cởi, con khỏi cởi, con khỏi cởi, con khỏi cởi, con đứng ở trên thôi. Ăn gấp bài ba. Minh ơi, Minh, sao Minh, sao Minh lại đây con? Minh cầm giùm ba nè. Hả? Con cầm đi. Cầm giùm ba nè. Rồi cầm đó nha. Cầm thôi, cầm thôi. Này con đem cái này lại cho mình lại bàn đi con. Ừ, rồi cảm ơn con nha. Dạ. A su ble ti la ha a a a. Lúc đầu thì mình xác định nó hơi bị sai là tại vì mình chưa biết được cái cây đồng đồng nó như thế nào. Thì thằng ra cứ mình đi xuống lúa mình bứt luôn cả một cây lúa. Ừ, con đi theo ba nè. Đi theo ba nè. Chân ba dơ thiệt á. Ba, rửa chân đi ghê quá. Rồi, chúc ba rửa, con cầm thôi nha. Chân ba dơ quá à. Đúng rồi, còn chân ba mình dơ luôn nè, hai chân luôn. Đi. Kêu ta. Này khó quá. Biết được nghề thôi, biết nhiều nghề quá cũng không tốt đâu trời.
Này nó thua rồi, nó thất bại rồi. Không biết làm thế này nữa. Đúng rồi đó. Giỏi quá. Làm ngoài không kêu đâu. Bỏ tay. Biết một mới biết một cái thôi. Được không? Đúng con. Đó, đó. Đó. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Giỏi quá. Thấy không? Rồi tới Quỳnh My nè, Quỳnh My. Nút vô. Nút vô nè, nút bông con kẹp cái miệng lại. Nút vô. Hôm nay là lần đầu tiên mình mới biết cái ngọn lúa non đó mà có thể làm đồng đồng để mà có thể kêu được. Có lần đầu tiên, còn những việc trước đây, những vật khác để mà kêu thì mình đã có làm rồi. Đá ra ngoài gì? 1, 2, 3, 4, 5. Ba Bình làm cho Cherry được 5 cái. Yeah. Phương thất bại rồi. Được rồi. Mình cứ nghĩ là bẻ lột ra hết cái lúa ra, bẻ ra là gấp lại là mình mới thổi kêu thôi. Cuối cùng là cũng không phải vậy, mình phải lật hết mấy cái đầu lá ra nữa mình kêu. Tới giờ cuối là xong rồi mình mới thấy mình mới làm được, chứ nếu mà trong chương trình nếu như vậy thì mình làm không được. Tuy cả hai cha đều xa lạ với việc dùng đồng đồng lúa để làm kèn, nhưng đối với các trẻ em ở một số làng quê thì kèn đồng đồng là trò chơi thần thuộc gắn liền với ký ức tuổi thơ trên đồng quê yên bình xanh thắm. Trong thời gian ít ỏi, nhưng cha Thanh Bình đã xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối trước cha Minh Phương và có thêm hai huy hiệu về cho đội của mình. Trong tổng thời gian 30 phút, dựa vào vật dụng gồm cuộn dây dù và dao, hai cha hãy hợp sức cùng nhau tìm thân chuối, kết thành bè, vượt ao, đem hai phần quà tặng về cho hai con của mình. Rồi, ok, chúng ta nhiệm vụ bắt đầu. Vô trong kia nó có mấy cây chuối đó. Nhưng mà hỏi người ta mua chứ đâu phải chặt người ta lấy đàng hoàng. Có người ta có chặt sẵn. Hỏi đi. Không hỏi chứ hỏi xin. Dạ. À, ông ơi ông, con xin chào ông ạ. Thì anh đây là anh Nguyễn Minh Phương, còn con là Phan Thanh Bình, cũng đều là cầu thủ. Thì hôm nay có dịp gặp chú đây, con xin phép là có một cái thách thức là bọn con phải làm một cái bè. Thì con cần mấy cái chuối á. Lá chuối. Dạ, ví dụ mấy cái chuối bên đó thì có, nếu có gì ông cho con xin phép một hai ba cây gì đó để con làm hay không ha. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn ông ạ. À. Được ông giúp cho con. Dạ. Không, ông giúp làm luôn cho con cũng đỡ. Bự nữa mình ơi. Cái cây nào bự bự á. Dạ nó phải 4 cây à. Dài ra. Rồi anh đầu đó em đầu này dở đem ra luôn đi. Rồi, hai cây rồi. Thêm nữa đi. Hai cây nữa cũng được. Hai trời. Tớ mượn. Nó thuộc về treo lên đây. Được rồi đó. Ê, không được treo đó. Treo chỗ cũ hả? Treo ở đây. Treo ở đây. Đây nè. Đây hả? Đây nè. Kê đây nè. Hết tên. Đường. Đây ở đây. Hey. Thiệt tình. Để đâu? Tôi chưa biết. Ê! À! Anh Phương nghiên cứu kiếm cái cây nào đâm thỏ qua đi anh Phương. Con nhọn nhọn á. Cứng nữa anh Phương ơi, bự nữa anh Phương ơi. Cái này không được hả? À? Nhỏ lắm, cái đó yếu lắm. Thì treo hả?
mình cũng chưa biết về vấn đề này là như thế nào. Tại thường thường là mình chỉ xem trên TV thì thấy cây chuối đang kết lại thành cái bè. Thấy rất là đơn giản nhưng mà làm cũng rất là mệt, rất là khó. Có lẽ ngoài việc nhạy bén và sắc sảo trong bóng đá thì những nhiệm vụ liên quan đến khéo léo hoặc kỹ thuật thì cha Minh Phương đánh bó tay. Dù cha Thanh Bình chưa từng chặt chuối kết bè lần nào, nhưng là người sinh ra và lớn lên từ xứ Bưng Biển Đồng Tháp nên chắc chắn là cha cũng có chút ít kinh nghiệm để làm bè chuối. Đóng thêm chứ? Hả? Đóng thêm chứ em? Tay thấp chút, cái tay thấp chút. Dạ đúng rồi, dạ chút. Bên nào? Đã xong rồi thì mình mới thấy là dễ. Lấy tay thì đẩy qua luôn được không? Không nổi đâu. Nổi công được mà. Không nổi. Đây anh đưa búa cho em. Cứng không? Cứng rồi. Cần cây nữa không? Sử dụng cái dây vô. Dây buộc ở giữa à? Dây mình buộc bốn cái góc, quấn góc mình để cho máy này nó không tụt ra. Ôi cái bè này anh Hương lên ngồi yên tâm luôn. Thôi mới giỡn đi, không biết bơi đâu má. Trời ơi, cạn eo à. Thôi thôi thôi, 2 mét lận, không được đâu. Để là cái cổ. Để lại. Muốn. Để là cái cổ. Để lại. Đang muốn nè, không cho. Không cho. Thôi giờ không cần bao tay nữa. Tháo bao tay ra đi. Dày đó. Từ từ, thả xuống đi, thả xuống, không thấy. Nắm cái dây á. Từ từ, xuống đâu nó cũng ra. Thở cái đi cái đã. Từ từ. Wow. Từ từ. Em đi đi. Ngồi như rớt xuống nước không được đâu. Ôi cái bè này anh Hương lên ngồi yên tâm luôn. Thôi mới giỡn đi, không biết bơi đâu má. Trời ơi, cạn eo à. Thôi, 2 mét lận, không được đâu. Ủng hộ ở bên kia. Thôi mày cầm cây tao kéo mày qua được đó. Đúng không? Mỹ sao qua thôi, mày cầm cây tao kéo mày qua. Thầm đi, mày dèo bên kia. Cầm chống bên kia đi. Chống bên kia đi. Em ngồi sâu xuống dưới. Chèo xuồng thì mình không có rành lắm. Nói chung là mình cũng là người Đồng Tháp, cũng là người quê, nhưng mà mình chỉ làm những cái động tác nó đơn sơ thôi. Thế còn để mà mình chèo một đoạn xa thì thật sự cũng hơi khó. Má tới rồi nè, trên đây ơi. Ê, tới rồi kìa con. Có anh Trúc Bình đó mà. Có anh Trúc Bình ơi, có Lenny, Trúc Bình ơi. Đừng có nói nữa. Có anh Trúc Bình ơi, có Lenny, có Lenny. Mẹ này không phải bản thân nữa. Có chừng ướt nha, rớt có chừng ướt nha. Đeo vô cổ đi. Chứ ấy sao mà trèo. Từ từ cũng xong mà, cũng tới mà. Giờ trèo tới chiều cũng tới mà. Rồi giờ chiều, chiều, để lên em, để lên. Thế nè, giờ anh đi dẹp cây cho em là thấy chưa. Thấy không? Đó. Trong nhiệm vụ này, có lẽ đối với cả hai cha đều may mắn. Bởi cha Minh Phương thì cực kỳ sợ nước. Nhờ đi một mình nên chiếc bè không bị chìm. Bởi vậy mà cuối cùng cả hai cha cũng đem được món quà đặc biệt về cho hai con của mình. Nhưng món quà đó là gì? Đúng vô. Bây giờ chơi đi chọn đi. Chơi đi chọn một cái đi con. Rồi chọn cái đó. Rồi xong. Ô, đẹp quá. Đúng rồi, cái đó là của chơi đi, đúng rồi. Mình là cái gì đây? Đó là xe. Xe cậu nè.
Thật sự thì Phương với mình thì chắc chắn là bận ở vận động viên đi ra thì chắc chắn là khỏe hơn. Nếu mà so với những người mà đã làm chương trình trước, mấy cái thử thách như thế này thì nó rất là khó. Nhưng mà đã qua được rồi thì mình cảm thấy rất là vui. Nhận lời tham dự chương trình thì thực sự Bình với bé có một cái sự rất là hồ hởi. Là bản thân Bình thì nó cũng có những cái mình trải nghiệm mình rất là thú vị. Bình nghĩ thực sự cái chương trình rất là vui. Chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm đã hết rồi. Gia đình Minh Phương và gia đình Phan Văn Bình xin gửi lời chào và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình hai bên. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm kỳ này tạm khép lại, nhưng những kỷ niệm của chúng tôi về những trải nghiệm vui của hai cựu tuyển thủ quốc gia cùng với con của mình thì vẫn còn đó. Hai gia đình thì rất là gần, từ xưa đến giờ thì cũng chơi rất là thân. Ngoan đi, đừng có khóc nữa. Ừ, đó, thấy chưa? Có một bạn đã dấu hiệu giận rồi. Thôi bây giờ xong tới con, thôi đừng vậy. Rồi, anh thiện. Hành trình đặc biệt lần sau của chương trình Cha Con Hợp Sức sẽ kéo dài trong 4 ngày 3 đêm trên vùng đất xinh đẹp với những đồi cát vàng mênh mông và những vịnh biển trong xanh sóng mát. Đây là cuộc đồng hành của 3 cặp cha con nghệ sĩ xuất sắc nhất trong năm vừa qua. Những ông bố này sẽ là ai? Đồng hành cùng họ chính là 3 cậu con trai cực kỳ dễ thương, Si Chum, Bun và bé Heo,